Điện thoại thông minh, một vật dụng tưởng chừng như chỉ đơn thuần giúp con người tiện lợi hơn về mọi mặt trong cuộc sống. Nhưng ít ai nhận ra nó đã chi phối, thậm chí làm chủ mọi hoạt động bao gồm đi lại, ăn uống, học tập và làm việc của con người. Không quá lời chút nào khi nói rằng đối với rất nhiều người hiện nay, một khi không có điện thoại di động thì cuộc sống hàng ngày của họ sẽ rất khó tiếp tục, bởi vì thiết bị đó đã kiểm soát chặt chẽ và trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời của họ. Hồi chuông cảnh báo điện thoại di động đang từng bước khống chế con người. Từ khi Internet ra đời, thế giới đã nhanh chóng được liên kết lại. Người dân tại bất cứ nơi đâu đều có thể lên mạng xem được các thông tin trên toàn thế giới, tùy ý đăng các bài viết, bình luận, hình ảnh, video, v.v. Tất cả đã hoàn toàn thay đổi cuộc sống của nhân loại. Báo cáo năm 2020 về quảng cáo Internet tại Trung Quốc cho thấy hiện tại thị phần của thiết bị di động đã chiếm đến gần 90%. Nó thông qua việc phát thông tin thời gian thực, dùng cơ chế đăng nhập, quẹt thẻ, phần thưởng, hiển thị dữ liệu cá nhân hóa, sở thích, thói quen để tiếp cận con người, bám sát chẳng khác nào âm hồn không dứt. Các ứng dụng sẽ dùng mọi biện pháp, những tiêu đề hấp dẫn để hiển thị tin tức đến người dùng, khiến chúng ta ngay lập tức bị hấp dẫn mà cầm lên. Nội dung thông báo thường gặp thường là giảm giá, ưu đãi để kích thích tâm lý tham lợi nhỏ của con người. Nắm bắt tâm lý tò mò và thần tượng người nổi tiếng, chúng liền sử dụng những tiêu đề như minh tinh nào đó đang phát sóng trực tiếp, sử dụng những từ ngữ như người xung quanh đều xem hay mẫu hot mà người người đang dùng. Thông qua những mánh khóe đó, thúc đẩy con người sử dụng điện thoại trong thời gian dài, đồng thời tăng chi phí mua sắm. Từ bề mặt mà xét, những mánh khóe kích thích tiêu dùng này nó không có gì sai. Nhưng phía sau đó là cả một âm mưu phóng đại vô hạn tham vọng và tăng cường những điểm yếu trong tính cách của con người, trở nên ngày càng tham lam, sùng bái kim tiền, hướng về thế giới xa hoa, trụy lạc, ảo tưởng, rơi vào đầm lầy, dục vọng. Những thanh niên bình thường có thể tự so sánh mình với con cái gia đình giàu có. Khi người khác có những thứ mà mình không mua được, họ sẽ có thể sinh ra uất ức, cuối cùng nảy sinh các vấn đề tâm lý. Không dừng lại ở đó, chỉ cần điện thoại biết được nội dung người dùng đã xem trên mạng thì lập tức có thể đoán biết được sở thích cá nhân, đồng thời sẽ đưa đến những thứ được tạo ra cho riêng người đó, cá nhân hóa những nội dung, những thứ thân thuộc mà người đó cảm thấy thích thú. Ví dụ, một người xem tin tức liên quan đến bạo lực, nó có thể nhận định người này thích bạo lực. Nếu xem tin tức liên quan đến ly hôn, nó có thể nhận định người đó thích tình cảm. Toàn bộ từng cái đều được lưu lại. Sau đó, máy tính chủ sẽ thông qua số liệu này thống kê và tạo ra một lượng lớn thông tin đối với người dùng. Đây là một việc vô cùng đáng sợ, bởi vì con người đều có tâm lý hiếu kỳ, đều có dục vọng. Do đó, Internet liền hiển thị rất nhiều những thứ có thể kích thích các dục vọng kia. Rất nhiều cư dân mạng cảm thấy lướt web là việc vô cùng vui vẻ, bởi vì mỗi khi thấy những thứ bạn yêu thích thì sẽ rất dễ thấy được nhiều thứ khác tương tự. Đó lại vừa đúng là việc máy tính đang lợi dụng những dục vọng để khống chế con người. Cái bẫy hủy diệt. Vào thập niên 90, những video nghe nhìn thường mang theo một thông điệp nào đó gửi đến công chúng. Nếu không sẽ bị xem là nội dung rẻ tiền và cũng chẳng ai màng đến. Nhưng hiện nay mọi thứ đã trở nên đảo ngược hoàn toàn. Mạng xã hội tràn ngập những nội dung âm nhạc vô bổ, đầu độc con người, khiến giới trẻ phát sinh những hành vi kỳ quái biến dị, đặc biệt là TikTok.
Nó khiến họ ảo tưởng vào những thứ không thật, hành vi phát sinh biến dị. Qua thời gian sẽ không có sự tập trung suy nghĩ khi đối mặt với vấn đề nan giải của cuộc sống. Nói một cách nghiêm túc, phần lớn lớp trẻ đã mất đi sự tinh tế trong tư duy, không còn ước thúc đối với hành vi bản thân nơi công cộng, mù quáng chạy theo các trào lưu đến nỗi phải trả giá bằng chính sinh mệnh của mình. Gần đây, một chủ đề rất nóng đang được báo chí trao đổi và bàn đến, đó chính là tác động không thể đảo ngược của điện thoại di động đối với cơ thể con người. Năm 2016, các nhà khoa học thu thập một lượng lớn các mẫu tia X từ những người từ 18 đến 86 tuổi để phân tích phần xương nhô ra của xương chẩm phía sau gáy, gọi là EOP. Kết quả phát hiện những người trẻ tuổi bị EOP đặc biệt nghiêm trọng. Và đây cũng không phải là lần đầu tiên các nhà nghiên cứu khoa học lên tiếng cảnh báo thiết bị hiện đại đe dọa trực tiếp đến sức khỏe nhân loại. Bên ngoài, khoa học và công nghệ tàn phá thiên nhiên, gây ô nhiễm không khí, môi trường nước nhiễm độc, động thực vật phát sinh biến dị. Bên trong thì chúng dệt nên một thế giới ảo khổng lồ. Sự phổ biến của Internet khiến giới trẻ ngày càng trở nên ít ra ngoài hơn. Nếu như tắt điện thoại di động, máy tính và các máy truyền thông tin khác thì con người sẽ cảm thấy như thể họ lạc lõng so với xã hội bên ngoài. Điện thoại thông minh thực sự can thiệp quá sâu vào cuộc sống chính thường của xã hội, phá hủy năng lực tư duy độc lập, năng lực giao tiếp bình thường của con người. Chúng khiến những người làm cha mẹ bận rộn với công việc, ngay cả giải trí cũng không thể rời tay khỏi chúng, đến nỗi quên cả nói chuyện với con cái, làm đứa bé trì trệ phát triển ngôn ngữ, mấy tuổi đầu vẫn chưa biết nói, vân vân. Chúng còn khiến học sinh nghiện trò chơi điện tử, tiếp xúc với những thứ không tốt trong xã hội, đến nỗi quên việc học, lãng phí thời gian, sức khỏe, thị lực trở nên kém, tinh thần uể oải, sa sút. Thậm chí những bệnh nhân sức khỏe đang có vấn đề, đang điều trị trên giường bệnh mà điện thoại vẫn không rời khỏi tay. Tất cả những điều này không phải là vấn đề hay sao? Mặc dù điện thoại là thứ không thể thiếu, nhưng để bản thân không bị khống chế thì mọi người nên tắt những thông báo không cần thiết, chỉ giữ lại những thông báo cần thiết như cuộc gọi và tin nhắn. Sử dụng ứng dụng điện thoại nhưng không được phụ thuộc vào nó, khống chế thời gian và phạm vi sử dụng nó. Tắt những quyền hạn không cần thiết của ứng dụng như định vị GPS. Lúc sử dụng trình duyệt lên mạng thì hãy cố gắng sử dụng chế độ ẩn danh. Chúng tôi hy vọng mọi người có thể tìm được một môi trường mạng lành mạnh và hài hòa. Sử dụng thời gian lên mạng làm nhiều việc có ý nghĩa hơn là giải trí vô bổ. Hãy tỉnh táo, đừng để dục vọng và những lời nói dối hoa mỹ che mắt, đừng để bất kỳ tà ác và những thứ bất chính khống chế tư tưởng của con người chúng ta.